bình báo ngay. Thế chúng tôi thì hay mua ấy cũng cửa hàng mình hay giá cũng như vậy. Tôi thì rất
sao về à? Dưa chua làm rau. Mình làm cái gì? Con xếp hai đồ của con ở lớp mình. Điện lên. Muối sao chẳng hạn. Ui đừng cho vào nữa. Nhiều mặn đấy. Cầm bình xuống cho bố. Đây hai cái bình kia. Chỉ bố không mở cầm lấy thôi. Còn rau cải dưa, muối dưa. Lấy thêm nước thôi. Cất thôi. Nấu cơm rau. Chung đi lấy trứng đi Chung ơi. Cho vào bếp đi. Tay luôn. Đây. Đó to à.
chúng ai đi lấy nước này nào. Lấy nước về đây. Cơm thôi. Ăn canh không? Không. Ăn đi. Nước to rồi.